Ác quá vậy. Để đi nặng cho xong cái mặt hay vậy. Chấp chí nhà cậu bay. Thôi thôi thôi, ai mà ăn cho em giảm cân mà. Yeah. Mua cho mà lon 2-3 tiền. Tiền mã à mấy. Ông Quy ngày xưa vui sợ. Mẹ buông hả, mẹ vô phòng mà lấy tiền mà đấy, mẹ để vô. Nhỏ à? Ừ, nhỏ xíu. Ê, nhỏ ông rồm ốm như là hồi xưa em nuôi cực như chí rồi. Kìa cái hình đi Đà Lạt á. Hình đi Đà Lạt á. Nhìn ghê hình. Mà nói tháng qua là không còn nữa, xìu xìu mà. Nhìn chút ác. Hai đứa chừng như voi á. Con gôn nhung voi thôi chứ. Đi Đà Lạt giờ là hơn chục năm rồi đó. Ghê không? Mười mấy năm rồi đó. Tất nhiên mười mấy năm rồi đi. Ghê sợ. Mày nhìn này ông. Dễ sợ. Xe. Không ngờ cũng lại là nhiều như đây nữa đấy chứ. Chứ đi mà ngồi xe đó mà ai cũng nhiều đi ngồi xe. Dạ, có xe đi là nhất rồi đó, đó rất là gọi là giàu rồi đó cái ly chứ. Yeah. Vợ chồng em dễ nhớ, đi cho đi vô cái xã họ đi cho lấy xong rồi sẽ cầm răng xỉa tăng cái gì thì. Bởi trước không biết cho nghe cái đi Đà Lạt vậy mà ngồi xe cái vòng gì ăn. Ờ. Đi Đà Lạt muốn đi ngồi xe không. Đau điếc lỗ tai luôn mày. Ừ. Đau huyện đau rồi mà. Vô đó chị ơi. Có nhiều khách vui lây nè. Nằm im nè, giật nè. Cố gắng nè. Cố gắng chị có một cái clip đẹp. Chuyện cái chán đau. Không phải đau đâu chứ trừ ra. Nặng ổng khi mua quay ổng cũng giật cái. À trời. Đi làm chi nữa chị? Vì sao phải hỏi ngang mấy ngày nay là sắp tới là nhiều lắm đó. Chị Loan hả? Ờ. Chị chiều nay bên mình có khách không? Em với ba em qua nằm một được. Mấy giờ em à? Tầm nửa tiếng nữa em qua được không? Nửa tiếng hả? Ok, nửa tiếng rảnh đây. Rồi. Ừ. Trời cũng rảnh nữa chứ đừng nửa tiếng. Rồi quán đi xong qua nó các chị. Các chị chi đó, mũi hay mát. Chờ xí chị nghe. À ủa, đem đang ngồi rồi hả? Ủa, à rồi lấy lại giùm cái. Hình như để ngồi chả rồi. Chỗ cái bàn như đi mà phía ở trong cái lọ này nè. Mấy cái da các chỉ á. Không mấy chỗ quay hư cứ. Hai à. Đừng có quậy là được, nằm im là được. Đừng đau đi, đau nghe ra chẳng là nằm cút nè. Cô này làm chung với em à? Làm về bên chi? Học trò em. À, học trò. Quản lý tiệm. Ừ. Quản lý em. Không má. Chị mà.
món đẹp nữa chứ. Tim đó, tiền không đó. Đứa mô nè, để tao ta bài các chị nè, xí các chị bài này. Các chị em đứng đều các cũng được, nó càng chỉ bài đó. Bài các chị để mô ta lỡ ta đi đâu, có đứa lỡ tới các chị. Đúng không? Mà các chị dễ mà. Đây chị muốn em tìm các này. Không phải dễ, nhưng mà mấy là các lỡ xót chị mày lắm. Là dễ nhưng mà phải hiểu chứ. Mấy đứa quỷ như mình thì lành rồi. Yêu quái rồi. Không có mấy cục cũng đã nha. Ừ. Ta nhớ mới nặng đây mà ta. Ừ, nhớ không chịu ông nặng cũng quay cái thôi. Đây là mới thì quay cái đó nhưng mà mới nặng lắm mà nó lên. Bữa đi với ai uống trà sữa Phúc Long qua nè. Con bé hồi đó, con bé dễ thương. Lê Đăng. Không quá à? Bữa hôm trước qua. À bé Nga. Bữa hôm gặp bà My ở đây đó. À. Cũng hơn 2 tuần rồi chị. Ờ, được mừng lâu rồi. Chị kêu 1 tuần qua mà đợt nó bận á. À, lúc mua mới có đi, bây giờ đúng đâu. Thì đúng tới cùi luôn. Chưa bao giờ luôn. Chụp cái bông bỏ lên lấy máu mẹ thôi. Bữa nay mụn đi tây nhiều ta. Phải lấy mẹ mụn này ra hết mà không rồi. Ta phải tiêm cho ông đi, cho cái cơ ông khỏi hoạt động đi. Mà cái cơ gì mà hoạt động dễ sợ luôn á. Ông là ông này nè, tiêm cái trán ông này. Ông nhang nhang lên nhang xuống miết. Đau quá trời. Không bức nhang cái trán luôn á. Đau thì có gì. Gì? Ê, quả bưởi nó chưa ăn được luôn hả bạn? Đi em. Thôi để ăn đầm, để ăn đầm. Để ăn đầm thêm xíu. Tới có bỏ ra không? Con đục ra mới chạy ăn. Thì biểu nó mua luôn trái khớt đi. Không, đâm hay xong cái trái này là được rồi. Đây. Có mẫu rồi mà. Lấy mẫu rồi rồi. Sao cái này đâm mẫu được? Cắt nó rõ là dùng chứ. Bởi vì lon kêu cắt mà. Cắt sáng đầu nữa chị lon này. Ráng xí nữa thôi. Trời ông quậy quá. Còn bán ta. Bán đầu cho mày đâu quậy. Siêu quá. Thôi mày đừng rơ cái nhà cả. Cũng mới định nặng bằng tay đó cho chị. Châu ít cho nhúng. Có cái này họ chóng mặt. Chửi người quay chứ phải. Ôi trời bà, không thấy đau bà. Tôi còn người cho tôi con trao ra, tôi không thấy đau bà. Mỏ gì sợ. Alo. Đường kia thì quen rồi lắm. Đường 20 Tăng An 2 nha. Okay. Đó, ở đó hả?
Ừ.